Xin chào mọi người. Dạo gần đây thì có rất là nhiều bạn có nhắn tin, nhắn tin riêng cho mình có hỏi là như cái đơn xây dựng ở bên Singapore này thì hiện tại như thế nào, có còn dễ đi như ngày trước hay không. Thì cũng xin trả lời các bạn trên cái video này để các bạn đỡ phải thắc mắc về cái đơn xây dựng mà cách đây hơn một năm thì mình có làm cái video nói về cái đơn xây dựng này với cái giá thành đi lại khá là dễ. Rồi tầm 60 đến 90 triệu và cái yêu cầu tiền của nó thì cũng không yêu cầu gì nhiều. Chúng ta chỉ cần có sức khỏe, chiều cao, cân nặng và chịu thương chịu khó là có thể đi được cái đơn hàng này rồi. Nhưng mà cái câu chuyện đó thì nó là cách đây hơn một năm. Chứ còn hiện tại bây giờ thì cái thị trường xây dựng cái nguồn công nhân cung cấp cho cái ngành xây dựng này thì nó đã bão hòa mất rồi. Thực tế là như vậy. Bởi vì sao? Công trình thì cũng mở cửa lại rất là nhiều, vệ sinh này công trình rất là nhiều. Cách đây hơn một năm nay thì đã có rất là nhiều những cái dự án lớn, công trình lớn được bắt đầu thi công ở Singapore này. Đó. Thì tại sao mà nó là bây giờ lại bão hòa rồi? Bởi vì bây giờ cái con Covid thì cái dịch Covid bây giờ nó đã được khống chế một cách hoàn toàn rồi. Do vậy mà những cái nguồn lao động từ các nước Bangla hay là India hay là Philippines, Myanmar thì Thái Lan nữa sang đây rất là nhiều, kể cả cái nguồn thị trường hoặc nguồn lao động bên Myanmar nữa đã sang bên Singapore này đi lao động rất là nhiều, bởi vì cái chính sách mở cửa biên giới đã tạo điều kiện cho rất là nhiều những cái nguồn lao động từ các nước đó sang bên này. Do vậy mà cái nguồn cung đã khá là dồi dào rồi đó. Bởi vì ở Việt Nam mình chỉ là một trong những cái nguồn cung lao động sang bên sinh này rất là nhỏ nếu mà so với thị trường lao động của Bangladesh hay là India, Ấn Độ thì Việt Nam mình chiếm một cái tỷ trọng rất là nhỏ đó. Do vậy mà khi mà cái dịch Covid nó hết mà chính phủ đã mở cửa đi lại một cách thoải mái thì cái nguồn lao động ở bên Ấn Độ hoặc là Bangladesh sang đây rất là nhiều, bởi vì họ cũng khó khăn như mình ấy. Ở trong nước thì công việc thu nhập kém, họ lại bị cắt việc, bị nghỉ việc rất là nhiều, do vậy mà họ cũng có nhu cầu đi nước ngoài. Và như các bạn đã biết thì Ấn Độ thì là một cái nước mà có dân số bây giờ đông nhất thế giới, hơn 1 tỷ 4. Do vậy mà khi họ được mở cửa cái họ sang bên này thì các bạn biết là cái nguồn lao động nó sẽ dồi dào như thế nào. Và chính vì vậy nên là cái đơn xây dựng bây giờ nó cũng không còn dễ dàng đi như ngày trước nữa. Nó thì hiện tại bây giờ mình thấy là mình cũng hỏi rất là nhiều anh chị em cho lao động sang bên này thì mình thấy là bây giờ phải cạnh tranh rất là nhiều với cái nguồn lao động từ Ấn Độ hay Bangla, do vậy mà nó rất là hạn chế cạnh tranh về giá nữa. Nếu mà các bạn sang bên này với cái đơn xây dựng như vậy thì lương nó ăn rồi bỏ ra được tầm độ 20, nếu mà làm tăng ca nữa thì được 25 triệu ăn rồi bỏ ra nhé. Nhưng mà nó sẽ còn không còn dễ, không còn nhiều đơn như ngày trước nữa đó. Thì có thể các bạn phải trả mấy cái mức chi phí đi lại nó trăm hơn trăm một trăm hai là có nhé. Nó không còn được không còn như ngày trước mà 60 triệu hoặc là 90 triệu nữa. Thật ra thì vẫn có nhưng mà nó rất là hiếm đó. Chỉ một vài cái công ty mà họ biết đã từng làm việc ở Việt Nam và họ quen biết những cái anh chị là công trình ở Việt Nam rồi thì họ sẽ đặt những cái đơn và nhờ người đó tìm hộ cho, thì nó sẽ có những cái mức giá rẻ như vậy. Vẫn có nhưng mà nó không còn nhiều như cách đây hơn một năm trước đó. Thì các bạn lưu ý cái điều này. Mình cũng nói một chút về cái đơn xây dựng nhé. Nếu những ai mà có nhu cầu đi theo cái đơn xây dựng thì các bạn phải có sức khỏe, các bạn phải chấp nhận làm ở ngoài trời cho những cái đơn hàng lắp ráp hoặc là lắp cốt pha hay là đi sắt thép hay là đổ bê tông, thì các bạn phải chấp nhận là có sức khỏe, phải chấp nhận là làm việc từ 10 đến 12 tiếng cho đến 14 tiếng và chế độ ăn ở thì cũng phải tập thể, có thể chấp nhận ăn được những đồ ăn của Ấn Độ, Bangla, đồ ăn cay, cà ri, mỡ rất là nhiều và ít rau nhé. Thì cái có những cái đơn vị có những đơn vị họ tuyển người thì họ cung cấp chỗ ăn chỗ ở luôn đó, cung cấp bữa ăn trưa, còn bữa ăn tối bữa ăn sáng thì chúng ta phải tự lo. Chỗ ở thì
ok, có đơn vị, có công ty họ sẽ cung cấp chỗ ở cho chúng ta luôn để chúng ta đỡ phải mất cái khoản phí như vậy. Nhưng mà nhìn tổng thể thì mình đã khảo sát rất nhiều cái, tất cả những cái đơn hàng xây dựng ngoài công trường ấy, thì thu nhập nó dao động, ăn được ra được tầm 20 cho đến 24 triệu. Đấy là những cái đơn hàng mà có công việc đều đặn nhé. Bởi vì xây dựng thì nếu mà chúng ta làm thì chúng ta mới được tiến công, và nếu mà chúng ta nghỉ thì chúng ta sẽ không được tiến công đâu. Chúng ta tăng giá nhiều thì chúng ta được tăng thêm thu nhập nhé. Ok, thì đấy là một vài những thông tin cho các bạn biết thêm về cái đơn hàng xây dựng ở bên Singapore này. Đấy là những cái đơn hàng xây dựng phổ thông nhé. Còn cũng xây dựng thì nó có rất là nhiều những cái mảng, cũng như là những cái ngành, những cái vị trí công việc khác nhau. Và cái mình đang nói đây là những cái vị trí cho công nhân nhé. Còn về bên kỹ sư an toàn hay là về bên lái máy thì vẫn có rất là nhiều những cái cơ hội cho các bạn. Nhưng mà thường thì các bạn phải có người quen, thì nhất là cái đơn hàng mà lái máy thường các bạn có người quen rồi. Ví dụ như những cái công trình bên này họ yêu cầu họ cần những cái lái máy, máy khoan, máy đào, đa phần là máy khoan thôi, máy khoan bê tông ấy, máy đóng cọc, máy cầu, thì đa phần là họ sẽ hỏi người quen hoặc những cái người mà đã đang làm việc ở công ty của họ rồi, nhờ những người đó tìm người quen, những ai có kinh nghiệm ở Việt Nam thì họ lấy sang thôi. Thì thường những cái đơn hàng lấy máy mà các bạn đi theo môi giới thì cũng rất là khó, rất là ít, và cũng ít người tuyển. Nhưng mà đặc biệt những cái đơn hàng lái máy ở bên này thì lương của họ rất là ổn, khá là cao, dao động từ 2.500 cho đến 3.500 nhé, cho ăn được bỏ ra nhé. 2.500 cho đến 3.500 thì rơi vào tầm 50 cho đến 65, 70 triệu. Cái mức lương này thì cũng khá là ổn đó. Ok, thì đấy là cái đơn hàng xây dựng. Thì tiện đây thì mình cũng chia sẻ luôn, nếu mà những ai đang có nhu cầu mà đi xuất khẩu lao động Singapore ấy, ngoài những cái đơn hàng xây dựng ra thì chúng ta còn rất là nhiều những đơn hàng khác cũng khá là ổn như mình đã biết. Ví dụ như là cái đơn hàng công trường ấy, các bạn đi cái đơn hàng công trường thì công việc nó đều, vậy làm việc ở trong nhà đỡ nắng nôi, công việc đều, thu nhập thì như mình thấy là những ai mà gặp những cái công ty tốt, có nhiều việc thì làm tất cả nhiều, thì các bạn có thể thu nhập từ 1.800 cho đến 2.500, thì nó rơi vào tầm độ 30 cho đến 40 triệu nhé, ăn rồi bỏ ra. Đó, đấy là những công xưởng thì các bạn đi được thì tốt, làm việc ở trong nhà. Ngoài ra có những cái đơn hàng như là logistics, vận chuyển bãi kho, vận chuyển đồ trong kho, thì cái đơn hàng này thì yêu cầu phải có sức khỏe, và chủ yếu là họ tuyển những cái bạn nam thôi, thì các bạn đi được cũng tốt. Và ngoài những cái đơn hàng đó ra thì còn một cái đơn hàng cũng mình thấy khá là ok, ví dụ đơn hàng bán hoa quả nhé, bán hoa quả trong một cái tiệm tạp hóa đó. Thì đa phần những đơn hàng này yêu cầu nam nhé, bởi vì nam thì cũng có thể bán hoa quả được, và cũng có thể di chuyển đồ đạc, cái sắp xếp đồ đạc, vận chuyển, dọn dẹp đồ trong cửa hàng. Và nữ thì cũng vẫn ok, vẫn có rất là nhiều người tuyển nữ, nhưng mà mình thấy đa phần anh chị em sang bên này theo cái đơn hàng đó là họ tuyển nam nhé, bởi vì có thể làm được nhiều việc hơn, có thể làm được việc chân tay nhiều hơn. Còn nữ thì các bạn có thể đi theo những cái đơn hàng ví dụ như là nấu ăn, quán cà phê đó, và dọn dẹp bát đũa ở trong những cái siêu thị hoặc là trong những khu food court, khu ăn uống ấy. Thì cái mức lương mình thấy dao động khoảng rơi vào 1.200 đến 1.400 cho những cái đơn hàng như vậy, ăn rồi bỏ ra chỉ được tầm 20 cho đến 25 triệu. Ngoài ra thì còn một cái đơn hàng nữa mà dành cho nữ, thì cái video mới nhất của mình đã nói rất là kỹ rồi, đó là đơn hàng massage đấy, đơn hàng massage nữ, thì chi phí đi lại nó rơi vào khoảng tầm 130 triệu cho đơn hàng massage này nhé. Và mình thấy là cái đơn hàng cái mức giá 120-130 nó là một cái mức giá rất là thị trường, có thể áp dụng cho tất cả những cái đơn hàng rồi. Tính đến thời điểm hiện tại thì đang làm cái video này là tháng 10 năm 2023 nhé. Ok, các bạn cứ lưu ý những cái đơn hàng như vậy. Mình nói thêm một chút về cái đơn hàng xây dựng, cái đơn hàng massage này, thì đa phần nó chỉ tuyển nữ thôi, nam cũng có nhưng mà đa phần là nữ, độ tuổi từ 18 cho đến 25, 30 cho đến 35 vẫn ok.
yêu cầu là phải có tay nghề, phải có sức khỏe, tay phải cứng một chút và tận tâm với nghề. Thì massage thì có nhiều kiểu, các bạn cứ nói đến massage là các bạn cảm thấy nó rất là nhạy cảm, nhưng mà nó nhạy cảm thật, bởi vì nó là nam và nữ thì đụng chạm mà cơ thể của nhau thì nó là nhạy cảm. Nhưng mà nó có hai loại, mình thấy là có hai loại, là một loại massage trái đó, có nghĩa là một loại dịch vụ tập sinh lý kia, còn một loại nữa là một loại massage về bên cũng là nó đúng nghĩa là massage, có cái thư giãn cơ thể là thoải mái, nó gọi là massage sạch. Thì đa phần các anh chị em sang bên này là đi theo cái massage sạch thôi. Thì các bạn phải chấp nhận, đúng không? Làm cái nghề này phải chấp nhận đụng chạm rồi, đụng chạm vào cơ thể người khác. Thì bản chất của nó là phải đụng chạm thì mới làm được việc mà. Thì nói nó nhạy cảm thì cũng đúng, nhưng mà có những cái đơn vị làm việc họ rất là uy tín, họ làm việc chỉ là massage thôi chứ không có những cái có những cái dịch vụ thêm xx những cái thứ kia đó. Thì các bạn đi đơn hàng này thì cũng khá ok, mình thấy là thu nhập cũng tốt, nó rơi vào khoảng nếu mà cho những người mới thì tầm độ 1.500 cho đến 2.500 trong vòng 1 năm đầu. Sau đó khi chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có tệp khách hàng ok, làm việc tốt và được khách yêu quý thì họ sẽ đến thường xuyên và gọi chúng ta hơn. Thu nhập có thể lên tới 80-100 triệu là có người đang có thu nhập cả 100 triệu trong những cái thời điểm mà nhiều khách, đông khách nhé. Đó, thì các bạn lưu ý những cái đơn hàng này. Ok, thế thôi thì mình xin được kết thúc cái video tại đây. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình sẽ mang lại cho chúng ta những cái thông tin hữu ích để chúng ta có thể tham khảo trong cái cuộc hành trình mới của chúng ta đi lao động ở nước ngoài, đặc biệt là cái thị trường Singapore. Thì nếu mà chúng ta có những cái câu hỏi thắc mắc gì thêm nữa, cần hỏi chi tiết thêm thì các bạn có thể comment ở bên dưới. Nếu mà mình biết được những cái thông tin như vậy, mình chắc chắn những thông tin nào như vậy thì mình có thể nhắn tin riêng trả lời các bạn. Hoặc nếu mà nhiều các bạn hỏi cùng một chủ đề thì mình có thể làm ra những cái video như thế này để trả lời cho các bạn biết luôn một thế. Ok, xin chào tạm biệt, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, nhanh chóng tìm được một cái công việc ổn định trong năm nay, năm nữa và nhiều năm nữa. Ok, xin chào mọi người.